Điều này có nghĩa là em đang bị suy gan, suy thận cấp. Suy thận cấp hả? Là sao vậy bác sĩ? Thì dựa vào thể trạng yếu ớt, anh đoán là gần đây em đã sử dụng thuốc giảm cân đúng không? Việc sử dụng thuốc giảm cân á mà không có chỉ định của bác sĩ á là việc cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí á, em có thể trả giá bằng tính mạng nữa. Đó, anh thấy chưa? Chỉ vì anh chê em mập, chê em xấu, rồi anh còn mua cái thuốc đó trên mạng cho em, để em phải giảm cân theo cách cực đoan như vậy nữa. Thì anh có biết cái mức độ quan trọng của nó đến như vậy đâu, mà anh còn chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Là tốt dữ chưa? Để bây giờ em phải mang bệnh trong người như vậy nè. Thì có bệnh thì chữa thôi, chứ anh cũng đâu có muốn đâu. Với lại anh làm tất cả mọi thứ như vậy cũng chỉ muốn em đẹp hơn thôi. Mà với lại mấy đứa bạn anh nó cứ hay chê anh này kia kia nọ, anh mất thể diện trước mặt đám bạn anh nữa. Quá ra là anh thấy xấu hổ về cân nặng của tôi hả? Không, không phải. Anh còn kêu tôi là bé heo của anh nữa. Không ngờ anh là người khốn nạn như vậy đó. Không phải đâu nữa. Chia tay đi. Nè, em. Ờ, em trai nè. Nếu như mà em thực sự yêu thương bạn gái của mình á, em đừng có vì cái vấn đề ngoại hình á mà khiến cho cô ấy làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Những cái lời nói khi nãy á đã khiến cho cô ấy mặc cảm và cảm thấy không được tôn trọng rồi. Hai người á nên bình tĩnh nói chuyện lại để hiểu nhau hơn. Và bản thân em á cũng đâu có muốn bỏ mặc cô ấy đúng không? Em ơi, đợi anh em ơi. Em